Chào mừng các em học sinh đến với series giải sách giáo khoa đế lớp 12 của Anh ngữ Jim. Trong bài học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu phần Reading của Unit 10, Lifelong Learning các em nhé. Chủ đề của phần Reading ngày hôm nay của chúng mình sẽ chính là Notes on Lifelong Learning, là những lưu ý đối với việc học tập suốt đời các em ạ. Vậy thì để tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này thì chúng mình sẽ cùng nhau đi làm các bài tập mà chúng mình được cho ở đây nhé. Đầu tiên chúng mình có bài tập số 1. Ở trong bài tập này các em sẽ cần tìm cho mình một người bạn partner để có thể làm việc trả lời các câu hỏi sau đây các em ạ. Các em sẽ lưu ý là chúng mình lần lượt luân phiên hỏi và trả lời để ai cũng có câu hỏi được đưa ra câu trả lời và nghe câu trả lời từ người khác nhé. Các câu hỏi của chúng mình sẽ có lần lượt là What do you think can facilitate lifelong learning? Bạn nghĩ điều gì để có thể thúc đẩy việc học tập suốt đời? Và câu hỏi số 2 của mình, How can people practice lifelong learning? Mọi người có thể thực hành việc học tập suốt đời bằng cách nào? Thì ở đây, để cho các em có cái nhìn tổng quan nhất cũng như là có cho mình định hướng rõ ràng hơn khi mà các em trả lời câu hỏi này thì cô sẽ mang đến cho các em một số những câu trả lời tham khảo nhé. Đối với câu trả lời đầu tiên thì cô có câu trả lời tham khảo như sau. Cô cảm thấy là những chính sách về mặt giáo dục của chính phủ cũng như là sự phát triển của công nghệ thì sẽ là hai yếu tố vô cùng quan trọng để chúng mình có thể thúc đẩy việc học tập suốt đời. Vậy cho nên, câu trả lời mà cô đưa ra ở đây cũng sẽ theo định hướng đó các em nhé. The government's education policy and new technology are making lifelong learning more and more accessible. Những chính sách về giáo dục của chính phủ này cũng như là công nghệ mới thì đang khiến cho việc học tập suốt đời trở nên dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Chúng mình cùng đến với câu hỏi số 2. Đối với câu hỏi này thì cô cảm thấy rằng là việc mà mỗi người có cách học tập suốt đời khác nhau thì sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là nhu cầu của họ này, như là những hoàn cảnh cá nhân của họ nữa. Thì ở đây cô sẽ đưa ra rất nhiều cách để chúng mình có thể theo đuổi học tập suốt đời tùy thuộc vào những mong muốn của chúng mình này hay là tùy thuộc vào những hoàn cảnh khác nhau các em nhé. People can practice lifelong learning in many different ways depending on their situation and circumstances. Mọi người thì có thể thực hành việc học tập suốt đời theo rất là nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh của họ. Some ways include courses, programs, or talks at their workplace or at home. Một vài cách thì có thể là các khóa học này, các chương trình này, hay chỉ đơn giản là các buổi nói chuyện ở nơi làm việc hoặc là ở nhà thôi. Đơn giản phải không nào? Vậy thì dựa trên cách mà cô đã gợi ý đến cho các em, thì các em hãy cố gắng có thể tự tạo ra cho mình những câu trả lời để có thể trả lời cho các câu hỏi 1 và 2 này các em nhé. Còn bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang tìm hiểu bài tập số 2 của chúng mình. Ở trong bài tập số 2 này thì chúng mình sẽ cùng nhau đọc một đoạn văn bản về chủ đề là Lifelong Learning, là học tập suốt đời. Và sau đó thì chúng mình sẽ phải lựa chọn xem là từ các heading mà chúng mình có từ A đến D ở đây thì chúng mình sẽ có thể sắp xếp những tiêu đề này vào những ô trầm thích hợp như thế nào các em nhé. Vậy thì trước khi chúng mình chính thức bắt tay vào tìm hiểu đoạn văn của chúng mình thì chúng mình sẽ tìm hiểu trước xem là các tiêu đề ở đây chúng mình có thể hiểu như thế nào đã nhé. Đầu tiên chúng mình có tiêu đề A, Forms of Lifelong Learning, là các dạng thức của học tập suốt đời. Chúng mình có tiêu đề B, Aims of Lifelong Learning, là các mục đích, các mục tiêu của việc học tập suốt đời này. Tiêu đề C, Defining Lifelong Learning, có nghĩa là chúng mình định nghĩa học tập suốt đời là gì. Và cuối cùng chúng mình có D, The Difference Between Compulsory Education and Lifelong Learning, sự khác biệt giữa giáo dục bắt buộc và việc học tập suốt đời. Sau khi chúng mình đã sẵn sàng rồi, thì bây giờ chúng mình cùng nhau tiến hành tìm hiểu đoạn văn bản của chúng mình các em nhé. Chúng mình cùng nhau đi đến đoạn văn đầu tiên nào. Lifelong learning is the pursuit of knowledge throughout life. Học tập suốt đời thì là quá trình theo đuổi kiến thức xuyên suốt cuộc đời. In other words, learning is not confined to the classroom environment and school subjects. Nói cách khác thì việc học tập không hề bị giới hạn bởi môi trường lớp học hay là những môn học trên trường lớp. Instead, people can learn throughout their adulthood, even in old age and in a variety of situations, particularly in their daily interactions with others and with the world around them. Thay vào đó thì mọi người có thể học tập thông qua quá trình trưởng thành của mình này, kể cả khi là mình đã già đi rồi, và đặc biệt là mình có thể học tập ở trong rất là nhiều những tình huống khác nhau này. Và cụ thể hơn thì cách mà chúng mình có thể theo đuổi học tập suốt đời chỉ đơn giản là chúng mình tiếp xúc với những người khác cũng như là tiếp xúc với thế giới xung quanh mình, phải không nào? Lifelong learning must be voluntary and self-motivated. Việc học tập suốt đời thì cần phải thực sự tự nguyện cũng như là có động lực từ chính bản thân. Therefore, lifelong learners should have a strong desire to learn and explore the world. Vậy cho nên, những người theo đuổi học tập suốt đời thì nên có cho mình một khát khao mạnh mẽ để có thể học tập cũng như là khám phá thế giới. Vậy thì chúng mình thấy rằng là xuyên suốt đoạn văn này, chúng mình được giải nghĩa rất là nhiều rằng học tập suốt đời là thế nào và cụ thể hơn thì học tập suốt đời có thể đặt ở trong những bối cảnh ra sao. Vậy thì rất rõ ràng chúng mình có thể thấy rằng đoạn văn này đang giúp chúng mình định nghĩa thế nào là lifelong learning, thế nào là học tập suốt đời, phải không nào? Vậy cho nên, đáp án của chúng mình trong câu số 1 này sẽ chính là Defining Lifelong Learning, đáp án C các em nhé. Chúng mình cùng nhau chuyển sang đoạn văn thứ 2 nào. Lifelong learning is facilitated by e-learning platforms.
Việc học tập suốt đời thì được tạo điều kiện rất nhiều bởi những nền tảng học tập trực tuyến. Education is now no longer offered only by bricks and mortar institutions. Giáo dục hiện nay thì không chỉ được cung cấp bởi các tổ chức mà chúng mình nhìn thấy một cách hữu hình, những tổ chức được xây nên bằng gạch vữa nữa, mà online courses have instead enabled lifelong learning by providing learners, teachers and course providers with much more flexibility in terms of learning, time, place, pace and style. Các khóa học trực tuyến thì thay vào đó cho phép việc học tập suốt đời được diễn ra bằng cách là cung cấp cho học viên này, giáo viên này và cả nhà cung cấp khóa học sự linh hoạt về mặt thời gian, địa điểm, tốc độ cũng như là phong cách học tập nữa. Learners, for instance, can now have the course content taught to them by a school located miles away from where they live or work. Ví dụ, những người học hiện tại thì có thể học những nội dung khóa học được giảng dạy bởi một trường nằm rất là cách xa nơi họ sống hay là làm việc. In addition, young parents can select their group meeting time late in the evening when their children have gone to bed. Ngoài ra, thì các bậc cha mẹ hoàn toàn có thể lựa chọn thời gian gặp mặt nhóm vào buổi tối khi mà con cái của họ thì đã đi ngủ hết cả rồi. Ở đây chúng mình thấy rằng chúng mình được nhắc đến hai loại hình học tập đang rất là phổ biến hiện nay đúng không nào? Loại hình học tập đầu tiên đó chính là loại hình học tập một cách trực tiếp, đó là chúng mình sẽ di chuyển đến những nơi cung cấp khóa học và học tập tại đó này. Và hình thức thứ hai đó chính là chúng mình sẽ học tập trên nền tảng trực tuyến, trên nền tảng e-learning platforms đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng mình rất dễ dàng có thể nhận ra rằng là đoạn văn này của chúng mình đang nói về các cách thức hay là các hình thức của học tập suốt đời phải không nào? Vậy thì các hình thức của học tập suốt đời chính là forms of lifelong learning đáp án A phải không nào? Alright, chúng mình cùng nhau chuyển sang đoạn văn cuối cùng của chúng mình là đoạn văn số 3 nhé. Chúng mình cùng nhau tìm hiểu nội dung của đoạn văn số 3 này nào. Most importantly, lifelong learning should be regarded as an attitude to learning for self-improvement rather than a pathway to qualifications. Điều quan trọng nhất là học tập suốt đời thì nên được coi là một thái độ học tập để có thể tự cải thiện bản thân, chứ không phải là một con đường đi đến bằng cấp. Ở đây chúng mình thấy rằng học tập suốt đời sẽ tập trung vào self-improvement là sự tự cải thiện bản thân hơn là qualifications là các loại bằng cấp kèm nhé. This means the ultimate aim is to better yourself for personal and or professional development rather than for some certificate to decorate your CV. Điều này có nghĩa là mục đích cuối cùng sẽ là khiến cho bản thân mình trở nên tốt hơn và từ đó thì chúng mình sẽ có nhiều cơ hội để có thể phát triển về mặt cá nhân cũng như là về mặt cơ hội nghề nghiệp hơn so với việc là chúng mình chỉ chăm chăm để có thể có những chứng chỉ để mà trang trí làm đẹp hồ sơ cho CV của mình. This type of lifelong learning may not necessarily take place as part of a course. Và đặc biệt là loại hình học tập suốt đời này thì có thể không nhất thiết là phải diễn ra như là một phần của khóa học. It may be done very informally in any area of interest and at your convenience, as long as it is well within your capabilities and or improves your skills. Việc học tập suốt đời thì có thể diễn ra một cách không chính thức hoặc là một cách không chính thống lắm, ở ngay trong bất cứ lĩnh vực nào mà bạn cảm thấy là bạn quan tâm và ở ngay trong chính sự tiện lợi nhất đối với bạn. Miễn là bạn cảm thấy việc học tập này phù hợp với khả năng của bản thân và cùng với đó thì việc học tập này cũng có thể cải thiện những kỹ năng của bạn nữa. For example, researching the tidal cycles of the sea, where you often go fishing, and the types of fish available there is a form of lifelong learning. Ví dụ, việc nghiên cứu các chu kỳ thủy triều của nơi mà bạn thường đi câu cá hay là các loại cá có ở đó thì đây cũng chính là một hình thức của học tập suốt đời đấy game ạ. Như chúng mình thấy, học tập suốt đời sẽ khác với học tập truyền thống ở một chỗ là chúng mình sẽ không nhất thiết lúc nào cũng sẽ cần phải có sách vở, cần phải có người dạy, cần phải có khóa học mà học tập suốt đời ở đây là chúng mình sẽ học tập từ những gì nhỏ nhất ở xung quanh mình game ạ. Vậy thì chúng mình thấy rằng ở đoạn văn số 3 này nhấn mạnh rất nhiều vào việc là việc học tập suốt đời sẽ giúp cho chúng mình cải thiện bản thân và giúp cho bản thân mình trở nên tốt hơn. Và chắc chắn đây sẽ không phải là một đích đến cho việc chúng mình có nhiều bằng cấp, chúng mình có thể trang trí, chúng mình có thể đưa thêm thông tin vào CV của chúng mình để cho thật nổi bật game ạ. Vậy cho nên ở đây, đoạn văn số 3 này đang nói rất nhiều về mục đích của học tập suốt đời là gì đúng không nào? Vậy thì mục đích của học tập suốt đời sẽ chính là aims of lifelong learning đáp án B phải không nào? Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 của mình rồi đấy các em ạ. Còn bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 3 nhé. Ở trong bài tập số 3 này thì chúng mình sẽ cần tìm ra những từ vựng này hay là những cụm từ ở trong đoạn văn bản của chúng mình mà có ý nghĩa được nêu ra ở trong các câu từ 1 đến 5 ở đây các em ạ. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là các câu từ 1 đến 5 này chúng mình có thể hiểu các cách giải nghĩa này như thế nào và từ đó thì chúng mình có thể tìm ra được từ vựng tương ứng như thế nào ở trong đoạn văn của chúng mình các em nhé. Chúng mình cùng nhau đi đến câu đầu tiên nào. The action of trying one's best to find or follow something.
hành động một ai đó cố gắng hết sức để có thể tìm hoặc là theo đuổi một điều gì đó. Thì chúng mình thấy rằng việc mà chúng mình dốc hết sức để có thể theo đuổi một điều gì, trong tiếng Anh chúng mình sẽ có từ để miêu tả cho nó, sẽ chính là pursued, mang nghĩa là theo đuổi các em ạ. Và pursued của chúng mình có thể tìm thấy ở trong đoạn văn số 1 của chúng mình, đặc biệt ở trong câu là Lifelong learning is the pursuit of knowledge throughout life. Học tập suốt đời chính là sự đeo đuổi, sự theo đuổi kiến thức xuyên suốt cuộc đời của mình các em nhé. Chúng mình cùng đến với câu số 2 nào. To keep someone or something within limits of time and boundaries of space. Giữ cho ai đó hoặc là một thứ gì đó ở trong giới hạn về mặt thời gian cũng như là những rào cản về mặt không gian. Vậy thì chúng mình thấy rằng việc mà chúng mình giới hạn một điều gì ở trong tiếng Anh chúng mình có một động từ sẽ chính là confine, phải không nào? Tuy nhiên thì confine của chúng mình ở trong đoạn văn bản sẽ không phải là dạng nguyên thể confine mà là dạng phân từ của confine là confine thêm đi các em ạ. Và confine chúng mình có thể tìm thấy ở trong đoạn văn số 1 của mình các em ạ. In other words, learning is not confined to the classroom environment and school subjects. Nói cách khác thì việc học tập sẽ không chỉ bị giới hạn lại ở trong môi trường lớp học hay là đối với lại những môn học ở trường. Alright, chúng mình cùng nhau chuyển đến câu số 3 của chúng mình các em nhé. Interactive online services that provide teachers and learners with information and tools. Những dịch vụ tương tác trực tuyến mà cung cấp cho giáo viên này cũng như là người học thông tin cũng như là các công cụ. Thì chúng mình thấy rằng là những nơi mà chúng mình có thể có những công cụ, có những thông tin để chúng mình học tập thì đấy sẽ chính là những nền tảng học tập trực tuyến, phải không nào? Nền tảng học tập trực tuyến của chúng mình sẽ chính là e-learning platform, phải không nào? Và e-learning platform của chúng mình có thể tìm thấy ở trong đoạn văn số 2 nói về các dạng thức của việc học tập suốt đời, phải không nào? Lifelong learning is facilitated by e-learning platforms. Việc học tập suốt đời thì được tạo điều kiện rất nhiều bởi các nền tảng học tập trực tuyến. Chúng mình cùng nhau tiếp tục chuyển sang câu số 4 các em nhé. A building with physical presence rather than virtual or online. Một tòa nhà mà có sự hiện diện về mặt vật lý nhiều hơn so với việc là có sự hiện diện về mặt trực tuyến. Vậy thì ở đây chúng mình thấy rằng vẫn trong đoạn văn về các dạng thức của giáo dục thì chúng mình có đề cập đến là sẽ có những trung tâm mà bằng gạch, bằng vữa, tức là những trung tâm mà chúng mình có thể nhìn thấy một cách hữu hình này, chúng mình có thể đến đó và học tập ở đó đúng không nào? Vậy thì những trung tâm này chúng mình sẽ được gọi là bricks and mortar đúng không nào? Đây là những nơi mà có sự hiện diện về mặt vật lý cao này, được xây bằng gạch, bằng vữa này và chúng mình có thể đi đến đó để có thể làm những công việc ví dụ như là học tập phải không nào? Alright, chúng mình cùng nhau chuyển đến câu tiếp theo của chúng mình là câu số 5 nhé. Being or happening at the end of a process or a series of actions. Xảy ra ở cuối quá trình hoặc là chuỗi hoạt động. Vậy thì chúng mình thấy rằng là những gì mà xảy ra ở cuối thì sẽ được coi là cuối cùng, cùng nhất đúng không nào? Vậy thì cuối cùng của chúng mình ở đây chúng mình có một tính từ được sử dụng ở trong bài viết của chúng mình ngay ở trong đoạn văn số 3 này thôi. Đó chính là ultimate đúng không nào các em? Ultimate aim có nghĩa là mục tiêu, mục đích cuối cùng này. Vậy thì ultimate của chúng mình sẽ chính là tính từ mang nghĩa cuối cùng các em nhé. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 4 các em nhé. Ở trong bài tập số 4 này thì nhiệm vụ của chúng mình đó chính là chúng mình sẽ cần đọc lại đoạn văn bản của chúng mình một lượt này và sau đó thì trả lời các câu hỏi mà chúng mình được đưa ra ở đây trong các câu từ 1 đến 4. Tuy nhiên thì vừa rồi cô và các em đã cùng nhau đọc này cũng như là dịch qua đoạn văn bản của chúng mình rồi. Vậy cho nên cô tin chắc rằng các em cũng đã nhớ được phần nào thông tin của chúng mình ở trong bài viết rồi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tiến hành trả lời các câu hỏi luôn các em nhé. Chúng mình cùng đi đến câu hỏi đầu tiên nào. Which of the characteristics of lifelong learning distinguishes it from compulsory education? Những đặc điểm nào của việc học tập suốt đời mà phân biệt nó với giáo dục bắt buộc? Ở đây chúng mình thấy rằng khác biệt được nêu ra rõ ràng nhất ngay từ trong đoạn văn đầu tiên khi mà chúng mình có thông tin rằng là việc học tập suốt đời thì sẽ không bị giới hạn bởi những môn học ở trên trường này hay là không gian lớp học phải không nào? Chúng mình có thể thấy ở trong đoạn văn số 1 của chúng mình có thông tin là In other words, learning is not confined to the classroom environment and school subjects. Có nghĩa là đây chính là điểm phân biệt giữa học tập giáo dục suốt đời và học tập một cách giáo dục bắt buộc các em ạ. Nếu như giáo dục bắt buộc thì chúng mình sẽ cần phải đến lớp học này và chúng mình sẽ học những gì mà chúng mình được dạy ở trường. Còn học tập suốt đời thì khác, chúng mình sẽ không bị giới hạn bởi trong môi trường chỉ là trong lớp học không hay là chỉ là trong những môn học ở trường không mà chúng mình có thể tự do, thoải mái lựa chọn những gì mình muốn học và cách thức học ra sao phải không nào? Vậy cho nên, chúng mình có câu trả lời cho câu hỏi số 1 này của chúng mình sẽ như sau các em ạ. Lifelong learning is not confined to the classroom environment. Việc học tập suốt đời thì không bị giới hạn ở trong môi trường lớp học. Chúng mình cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 2 nhé. What makes people become good lifelong learners according to the writer? Điều gì khiến cho mọi người trở thành những người học tập suốt đời tốt theo như ý kiến của tác giả? Vậy thì chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp vẫn ở trong đoạn văn số 1 đó xem là tác giả có những suy nghĩ như thế nào về việc mà chúng mình cần làm để có thể trở thành người học tập suốt đời tốt phải không nào?
tác giả có chia sẻ rằng lifelong learning must be voluntary and self-motivated. Therefore, lifelong learners should have a strong desire to learn and explore the world. Việc học tập suốt đời thì nên được thực hiện một cách tự nguyện cũng như là có động lực nhất định từ chính bản thân mình. Và vì vậy thì những người học tập suốt đời nên có cho mình một khát khao mạnh mẽ để có thể học tập và khám phá thế giới, phải không nào? Và từ đó thì chúng mình có cách mà chúng mình có thể trả lời cho câu hỏi số 2 bằng cách là chúng mình tổng hợp lại thông tin từ hai câu đó sẽ chính là voluntary learning, học tập một cách tự nguyện này, self-motivation, sự tự thúc đẩy động lực bản thân này, and a strong desire to learn, và một khát khao mạnh mẽ để có thể học tập này. Đó chính là điều mà make people become good lifelong learners, chính là điều mà giúp cho mọi người trở thành những người học tập suốt đời tốt kem ạ. Chúng mình cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 3 nào. How is lifelong learning made possible or easier to access? Việc học tập suốt đời thì đã trở nên thực tế và dễ tiếp cận hơn như thế nào? Vậy thì ở đây chúng mình sẽ cần dựa vào thông tin ở trong đoạn số 2 của chúng mình khi mà chúng mình có sự ra đời của những nền tảng học tập trực tuyến, điều mà giúp cho việc học tập suốt đời của chúng mình trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, phải không nào? Ở trong đoạn văn số 2 này thì chúng mình thấy có những thông tin được đưa ra thể hiện rằng học tập suốt đời đã được hỗ trợ rất nhiều bởi các khóa học hay là các nền tảng học tập trực tuyến là lifelong learning is facilitated by e-learning platforms là điều đầu tiên này. Việc học tập suốt đời thì được tạo điều kiện rất là nhiều bởi những nền tảng học tập trực tuyến. Và bên cạnh đó thì chúng mình còn có online courses have instead enabled lifelong learning. Có nghĩa là những khóa học trực tuyến thì đã giúp cho việc học tập suốt đời trở nên khả thi hơn rất là nhiều, phải không nào? Vậy cho nên tổng hợp lại một chút thì chúng mình có thể trả lời câu hỏi số 2 của chúng mình như sau game ạ. Lifelong learning has been facilitated by e-learning platforms with a variety of online courses. Việc học tập suốt đời thì đã được tạo điều kiện rất là nhiều bởi những nền tảng học tập trực tuyến với vô vàn nhiều các sự lựa chọn về khóa học trực tuyến. Alright, chúng mình cùng nhau chuyển đến câu hỏi cuối cùng của chúng mình là câu hỏi số 4 các em nhé. What should be the objective of lifelong learning? Đâu sẽ nên là mục đích của việc học tập suốt đời? Vậy thì về mục đích của học tập suốt đời, chúng mình sẽ cần tìm thông tin ở trong đoạn văn số 3 của chúng mình, phải không nào? Trong đoạn văn này thì chúng mình có một thông tin được nhắc đến rất trực tiếp về ultimate aim là mục đích cuối cùng của việc học tập suốt đời chúng mình sẽ cần làm gì. This means the ultimate aim is to better yourself for personal and or professional development rather than for some certificate to decorate your CV. Mục đích cuối cùng của việc học tập suốt đời thì nên là để cải thiện bản thân cho sự phát triển của bản thân và nghề nghiệp hơn là để làm đẹp CV, làm đẹp sơ yếu lý lịch không game ạ. Vậy cho nên với câu hỏi số 4 này, chúng mình có thể đưa ra câu trả lời như sau game ạ. Lifelong learners should aim at learning for self-improvement rather than as a pathway to qualifications. Những người theo đuổi học tập suốt đời thì nên hướng đến mục tiêu là học tập vì sự cải thiện, vì sự phát triển của bản thân hơn là việc mà chúng mình coi đây như là một con đường để đến với lại các loại thành tích, các loại bằng cấp game nhé. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4 của chúng mình rồi các em ạ. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau di chuyển đến bài tập số 5, cũng là bài tập cuối cùng của chúng mình trong ngày hôm nay nhé. Ở trong bài tập số 5 này thì game sẽ cần tìm cho mình những người bạn để có thể làm việc theo nhóm, phải không nào? Và nhiệm vụ của game ở đây đó chính là mỗi bạn sẽ cần tìm ra cho mình một người mà theo em là người này đã có thể có quá trình học tập suốt đời rất là tốt, và sau đó thì mình sẽ tìm kiếm một số những thông tin về người này để có thể nói với những bạn còn lại ở trong nhóm, đúng không nào? Câu hỏi mà chúng mình được đưa ra ở đây sẽ chính là do you know someone who has kept learning throughout their life? Tell the group briefly about him or her. Bạn có biết ai mà đã theo đuổi quá trình học tập suốt đời của mình không? Và hãy nói qua về người đó với những thành viên ở trong nhóm của bạn. Để game có thể dễ dàng hình dung hơn xem là đối với dạng bài này thì mình sẽ nên định hướng bài làm như thế nào và mình sẽ có thể có những nguồn tài liệu tham khảo ở đâu, thì cô sẽ đưa ra cho game một câu trả lời mang tính chất tham khảo nhé. Và đây chính là câu trả lời của cô. Cô sẽ mở đầu bằng cách rất đơn giản thôi, đó là cô sẽ đi vào trực tiếp vấn đề. Tôi biết một người mà đã theo đuổi việc học tập suốt đời. I know of a person who has kept learning throughout their life. Và sau đó thì cô sẽ đi đến giới thiệu những thông tin cơ bản, ví dụ như là tên của người này là gì này, người này xuất thân từ đâu và có nghề nghiệp như thế nào. Her name is Dorothy Steele. Tên của bà ấy là Dorothy Steele. She's an American actress who started her acting career at the age of 88 after being discovered by a casting director while shopping at a local supermarket. Bà là một nữ diễn viên người Mỹ và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình ở tuổi 88 sau khi được một giám đốc casting phát hiện khi đang mua sắm tại một siêu thị địa phương. Và sau đó thì cô sẽ tiếp tục đào sâu hơn vào hành trình bà ấy đã học tập để có thể phát triển bản thân như thế nào và sự nghiệp của bà ấy đã thành công như thế nào, các em nhé. She has since appeared in several movies and TV shows, including Black Panther and Atlanta. Kể từ đó thì bà ấy đã xuất hiện trong nhiều những bộ phim và những chương trình truyền hình bao gồm Black Panther và Atlanta.
despite her age, she continues to learn and grow as an actress, taking on new roles and challenges. Mặc dù tuổi đã lớn, thế nhưng mà bà vẫn luôn tiếp tục học hỏi và phát triển bản thân với tư cách là một nữ diễn viên và bà không ngại đảm nhận những vai diễn mới cũng như là những thách thức mới. Và sau đó thì cô kết lại câu trả lời của mình bằng việc là cô thể hiện ra câu chuyện của bà ấy thì đã truyền cảm hứng đến cô như thế nào và đã có tác động tích cực đến cô ra sao các em ạ. Her story is an inspiration to all of us that it's never too late to pursue our dreams and passions. Câu chuyện của bà ấy thì là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta rằng không bao giờ là quá muộn để có thể theo đuổi giấc mơ và niềm đam mê của riêng chúng ta. Việc mà các em có thể xây dựng câu trả lời này, cô tin chắc rằng không có gì quá khó khăn với các em, nhưng điều quan trọng rằng là các em hãy làm thế nào để có thể thể hiện ra được rằng qua những gì mà mình biết được về con người này thì mình đã được truyền cảm hứng ra sao các em nhé. Chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 5, cũng là bài tập cuối cùng của chúng mình rồi đấy các em ạ. Vậy là qua bài học này, chúng ta đã cùng nhau đọc rất nhiều những thông tin hữu ích về chủ đề, những lưu ý cần thiết đối với việc học tập suốt đời phải không nào? Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Đừng quên subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ các bài giải sách giáo khoa tiếng Anh sau này của anh Nguyễn Jim nhé. See you soon!